Mời quý vị trở lại với phần tin địa phương. Phần tin này được bảo trợ bởi công ty Southwest Sun Solar, công ty BD Home Group Inc. và ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin địa phương hôm nay là tin về việc Bay Area nhận hơn 14 triệu đô la từ tiểu bang để ngăn chặn thanh niên vô gia cư. Bay Area đã nhận 14 triệu 300 ngàn đô la từ tiểu bang để giúp các gia đình vô gia cư có trẻ em và thanh niên vô gia cư tìm nhà ở lâu dài. Số tiền trên là từ hai chương trình tài trợ của tiểu bang được thống đốc Newsom công bố trong tuần này. Ông Newsom cho biết khoản tài trợ này là quan trọng để giúp một số trong số những người dễ bị tổn thương nhất tìm được nhà ở. Nhiều thanh niên không có sự hỗ trợ của bạn bè hay gia đình. Số tiền này sẽ giúp các cơ quan địa phương cung cấp nhà ở và dịch vụ cho thanh niên dưới 25 tuổi, ưu tiên những người hiện đang ở hoặc ở trước đây trong trung tâm chăm sóc trẻ em. Nó cũng giúp bổ sung chỗ ở tạm, hỗ trợ chương trình đào tạo việc làm và cung cấp hỗ trợ tài chính cho các gia đình vô gia cư có trẻ em. Quận hạt Santa Clara sẽ nhận 5 triệu 600 ngàn đô la, San Francisco nhận 2 triệu 100 ngàn đô la và 1 triệu 900 ngàn đô la cho quận hạt Alameda. Thành phố Oakland nhận được 1 triệu 800 ngàn đô la, 1 triệu đô la cho quận hạt Sonoma, quận hạt Contra Costa nhận 626 ngàn đô la, 280 ngàn đô la cho Livermore, 283 ngàn đô la cho quận hạt Solano và quận hạt San Mateo nhận được 173 ngàn đô la. Khi nộp đơn xin tài trợ, chính quyền địa phương phải trình bày tại sao họ cần ngân sách tiểu bang để giúp các gia đình vô gia cư và thanh niên vô gia cư tìm nhà ở. Hiện chưa rõ tại sao một số địa phương nhận nhiều tiền hơn các địa phương khác. Quận hạt Santa Clara có khoảng 360 gia đình vô gia cư có trẻ em và khoảng 760 thanh niên vô gia cư dưới 25 tuổi. Hơn 80% ở trong nhà ở tạm dành cho người vô gia cư. Bay Area có khoảng 37.000 người vô gia cư đủ mọi lứa tuổi. Bên cạnh đó là tin California ra lệnh tiết kiệm nước lâu dài đối với các thành phố. Sau một thập niên trải qua hai đợt hạn hán nặng và với khô hạn không thể tránh khỏi, California ra lệnh tiết kiệm nước lâu dài đối với các thành phố và thị trấn lần đầu tiên trong lịch sử tiểu bang. Ủy ban quản lý tài nguyên nước tiểu bang hôm thứ Tư chấp thuận một chính sách, trong đó sẽ bắt buộc hàng trăm đơn vị cấp nước đô thị phải giảm lượng nước họ cung cấp trong 15 năm tới. Ngay từ năm 2027, một số nhà cung cấp sẽ phải cắt giảm lượng nước cung cấp đến 30%, có nghĩa là phải tìm cách để khách hàng của họ sử dụng ít nước hơn, như ban hành quy định hạn chế, khuyến khích tiết kiệm bằng cách tăng giá hoặc tăng hiệu suất bằng cách khuyến khích thiết bị dùng ít nước hơn. Các đơn vị cấp nước có thể làm bất kỳ việc nào họ muốn để giảm sử dụng nước, nếu không họ có thể bị phạt đến 10.000 Mỹ Kim một ngày. Giảm sử dụng nước lâu dài được áp dụng cụ thể cho các cộng đồng và nhu cầu cá nhân của họ. Các giảm dựa trên công thức cân nhắc nhiều yếu tố như tiêu thụ nước trước đó của khu vực, khí hậu và sử dụng đất. Mức cắt giảm của mỗi cơ quan nước có thể thay đổi trước khi quy định có hiệu lực. Đa số đơn vị cấp nước ở Bay Area sẽ không phải cắt giảm mạnh vì sử dụng nước ở khu vực đang ở mức thấp kỷ lục. Việc này chủ yếu nhờ khí hậu ôn hòa và hạn chế trồng cây cảnh. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ. Khu vực Woodside, Atherston, Portola Valley, Discovery Bay, Pickers, Martinez và Livermore sẽ phải giảm đáng kể. Điều trên 10% trước năm 2040, khi quy định cắt giảm có hiệu lực hoàn toàn. Hàng ngàn người phải di tản vì đám cháy rừng lan nhanh ở quận hạt Berkeley. Một đám cháy rừng lan nhanh ở miền Bắc California buộc hàng ngàn người phải di tản và đã lan đi ít nhất là một khu dân cư, phá hủy nhiều công trình. Đám cháy Thompson Fire ở quận hạt Berkeley bùng phát gần Oroville vào lúc khoảng 11 giờ sáng thứ Ba và đến sáng thứ Tư, đám cháy đã lan rộng hơn 3.500 mẫu. Bộ Lâm nghiệp và Phòng chống cháy rừng California Cal Fire cho biết ít nhất 4 công trình bị phá hủy và 12.000 công trình khác bị đe dọa tính đến sáng thứ Tư. 4 cảnh sát cứu hỏa bị thương nhẹ. Khoảng 28.000 người được lệnh di tản, trong khi cảnh sát cứu hỏa tập trung vào bảo vệ nhà cửa và các công trình khác. Thành phố Oroville công bố tình trạng khẩn cấp vào tối thứ Ba. Các sở cứu hỏa từ khắp Bay Area đang trên đường đến hỗ trợ. Theo Sở Cảnh sát cứu hỏa San Francisco, 18 cảnh sát cứu hỏa lên đường đến quận hạt Berkeley.
Cảnh sát cứu hỏa từ San Jose, Milpitas và San Mateo cũng có mặt tại khu vực cháy rừng. Văn phòng thống đốc vào tối thứ Ba công bố ngân sách liên bang đã được chấp thuận để hỗ trợ công việc cứu hỏa. Thống đốc Newsom trong tuần này kích hoạt trung tâm điều hành tiểu bang để điều phối ứng phó, hỗ trợ lẫn nhau và giúp đỡ các cộng đồng. Ông Newsom công bố tình trạng khẩn cấp vào sáng thứ Tư. Ông nói rằng tiểu bang sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác địa phương và liên bang để hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó là tin trộm cướp mạo danh cảnh sát khi đột nhập vào nhà ở Oakland. Cảnh sát hôm thứ Tư phát đi khuyến cáo an toàn công cộng sau hai vụ cướp và một vụ trộm gần đây, trong đó nghi phạm tự xưng là cảnh sát. Vụ gần đây nhất xảy ra lúc khoảng 12 giờ trưa ngày 29 tháng 6 gần đường Circle Street và đường số 39 ở khu vực Redwood Heights. Nhiều nghi phạm mặc quần áo thường đột nhập vào nhà và khi người trong nhà đối đầu với bọn trộm, các nghi phạm tự xưng họ là cảnh sát Oakland, chĩa súng ra và ra lệnh cho nạn nhân nằm xuống đất. Bọn trộm cướp tẩu thoát với những món đồ quý giá. Trước đó, gần 2 giờ chiều ngày 26 tháng 6 ở khu vực đường số 83 và Bird Street, một số nghi phạm mặc quần áo thường và ít nhất một người cầm súng tự xưng là cảnh sát khi các nghi phạm ập vào một apartment. Bọn trộm không lấy đi món đồ nào. Ngày trước đó, cũng tự xưng là cảnh sát, một nhóm nghi phạm đột nhập vào một apartment bỏ trống ở cùng khu. Cảnh sát không cho biết có phải cùng nhóm nghi phạm thực hiện những vụ này hay không. Cảnh sát và Crime Stoppers of Oakland treo thưởng 5.000 Mỹ Kim cho thông tin giúp bắt giữ các nghi phạm. Quý vị vừa theo dõi phần tin địa phương. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần Closing News. Phần tin địa phương được bảo trợ bởi công ty Southwest Sun Solar. Quý vị được tham khảo và lắp đặt solar hoàn toàn miễn phí. Xin gọi 408-780-2013 để biết thêm chi tiết. Phần tin địa phương cũng được bảo trợ bởi công ty BD Home Group Inc. chuyên xây nhà mới, condo, apartment, ADU, guest house. Đặc biệt có nhận xây mới tiệm nail, nhà hàng, boba beauty. Xin gọi 657-535-6789 để biết thêm chi tiết. Phần tin địa phương cũng được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bá Thông 415-335-2000. Southwest Sun Solar, một công ty uy tín và nhiều kinh nghiệm, sẽ giúp cắt giảm hóa đơn tiền điện và thiết lập cho quý vị hệ thống giữ điện mới nhất. Công ty bảo đảm sẽ tiết kiệm tiền điện cho quý vị so với giá tiền mà quý vị đang trả cho công ty điện lực. Để có được một hệ thống solar và hệ thống giữ điện tối tân nhất, không phải trả tiền lắp ráp mà còn được 25 năm bảo hành, xin đừng chần chờ gì nữa, hãy mau gọi ngay cho Southwest Sun Solar 408-780-2013, 408-780-2013. Don't overpay for your ADU, don't overpay for your ADU. Quý vị muốn tiết kiệm tiền và không muốn mất quá nhiều tiền và thời gian cho việc xây cất ADU. Việc xây cất ADU chưa bao giờ dễ dàng như thời điểm hiện tại ở California, đặc biệt ở San Jose và các thành phố lân cận. Hiện nay, công ty BD Home Group đã có 4 kiểu mẫu ADU đã được approve. Quý vị có thể chọn một trong 4 kiểu ADU này để tiết kiệm thời gian xin permit bản vẽ để tiến hành xây dựng ADU của quý vị một cách nhanh chóng. Công ty BD Home Group chuyên xây nhà mới, condo, apartment, ADU, guest house với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm uy tín trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế và tư vấn các công trình nhà ở, sửa chữa nhà cửa đến các công trình cấp cao, v.v. Chúng tôi sẽ giúp quý vị xóa tan mọi lo lắng và mang lại không gian sống và làm việc tốt nhất cho quý vị với giá cả vô cùng rẻ. Công ty sẽ giúp quý khách lo từ bản vẽ đến giấy phép hợp lệ để xây dựng, tư vấn hoàn toàn miễn phí. Xin hãy gọi ngay cho công ty BD Home Group số phone 657-535-6789 và số phone hotline là 669-699-6999. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Xin gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi. Kính thưa quý vị, và sau cùng là phần Closing News. Cuộc triển lãm ở London nhìn lại tiến trình thiết kế của búp bê Barbie trong 65 năm.
Một cuộc triển lãm mới nhìn lại sự phát triển của búp bê Barbie vừa khai mạc ở London trong tuần này, khi búp bê nổi tiếng của công ty Mattel mừng sinh nhật lần thứ 65 trong năm nay. Barbie, cuộc triển lãm, diễn ra tại Bảo tàng Thiết kế từ ngày 5 tháng 7 cho đến ngày 23 tháng 2, trưng bày hơn 250 món đồ từ thế giới Barbie, như một loạt búp bê cho thấy Barbie thay đổi ngoại hình, phác thảo thiết kế và những căn nhà mơ ước. Có mặt trong triển lãm là phiên bản đầu tiên của búp bê Barbie đầu tiên ra mắt vào năm 1959, với tóc vàng, mặc đồ tắm đen trắng, cùng với các mẫu sau đó tượng trưng cho các chủng tộc, kiểu tóc và hình dáng khác nhau. Những búp bê đầu tiên khác bao gồm búp bê Barbie da đen và búp bê ngồi xe lăn. Một khu vực dành riêng cho hình mẫu nghề nghiệp bao gồm búp bê cảnh sát, nhà khoa học, bác sĩ và cử tri, trong khi một khu khác dành cho Ken, bạn đồng hành của Barbie, ra mắt vào năm 1961. Giám đốc triển lãm Daniela Thurm nói rằng, bà hy vọng bất kể lý do gì mọi người đến xem cuộc triển lãm này, họ ra về với sự đánh giá cao về nghiên cứu chi tiết và suy nghĩ thiết kế khắt khe khi thực hiện búp bê Barbie. Bà cũng hy vọng mọi người học hỏi được điều gì đó, nhưng vì sao nhãn hiệu này thống lĩnh thị trường đồ chơi trong khoảng thời gian dài như thế này? Cuộc triển lãm trùng với sinh nhật lần thứ 65 của Barbie trong năm nay, theo sau thành công lớn của bộ phim Barbie vào năm ngoái, với diễn viên chính là Margot Robbie, thu về 1 tỷ 400 triệu đô la tại các rạp chiếu phim trên toàn cầu. Kính thưa quý vị, phần Closing News vừa rồi đã kết thúc bản tin tối nay của chúng tôi. Nam Minh và Ngọc Thúy xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị có một ngày lễ July 4 thật vui vẻ.